20 nhân với lại 25 triệu vào nửa tỷ cho anh em ạ. Nói thật anh em ạ, cái cục gỗ nửa tỷ như thế này thì nó quá là kinh khủng. 579 ở trên biên giới rất là hỗn loạn, thì bố anh có lượm được cục gỗ này. Chú thử kiểm tra xem nó là gỗ gì. Cục gỗ gì nếu mà từ 579 là đến bây giờ là bao năm rồi? Ôi thế nó vào 40 mấy năm rồi à? Ui già. Trời ơi anh em mình ơi, nhìn cái quả gỗ này ác nhờ. Rồi và mọi người sẽ cùng kiểm tra với lại em Sơn nhá. Cũ vết màu thời gian đây này, nó gần đầy ở đây. À thế nếu như anh em nào mà xem nhiều video của mình rồi thì chắc hẳn nếu nhìn thấy cái bộ vân và có những cái mạch dầu như thế này, chắc hẳn anh em đã đoán ngay được gỗ gì đúng không ạ? Thì đây là thuộc họ của dòng của nhà Thông. Họ của nhà Thông thì bây giờ mình phải kiểm tra bằng mùi. Đấy. Khi mà mình ngửi cái mùi của dòng gỗ này thì mình thấy có mùi thơm cực kỳ dễ chịu anh em mình ạ. Và mình đã thẩm định là đoán đây nó là áng chừng đây nó là chỉ có một trong hai loại gỗ thôi. Đó chính là một là gỗ Ngọc Am và hai là gỗ Hoàng Đàn Lạng Sơn. Và đặc biệt nữa thì để mình kiểm tra thêm cái phôi gỗ này thì anh em ơi, dã man anh em ạ, quay gần đây. Đây, anh em nhìn đây ạ, đây là một phần nu rất là lớn này. Này, cả một phần mảng nu nó ăn ra cả bên này này. Rồi đây nữa, cả ở phía trên này cũng có một chút nu này. Thì khả năng cao là Ngọc Am thôi, chứ còn để mà Hoàng Đàn mà nu thì chắc là rời tiền anh em ạ. Wow. Rồi, và bây giờ thì cũng không cần phải quá là thẩm định thì nhiều nữa, mình chỉ cần tạt ra một cái. Và bây giờ anh em có thấy cái màu màu thâm thâm phải không? Đây chính là cái phần một phần nhỏ của hắc Hoàng Đàn. Và để nói về hắc Hoàng Đàn thì nó là hàng kinh khủng khiếp và về độ hiếm. Và hơn nữa thì đây là một phôi nu về hắc Hoàng Đàn, thì nói thật anh em mình là cái giá trị của nó quá lớn. Và bây giờ em sẽ thử cân cái cục gỗ này để xem là nó là bao cân nhá. Ok anh em, cục gỗ này khá là nặng và bây giờ mình sẽ thử cân xem nào. Ui. Hiện tại thì cục gỗ này là còn 20 cân. Thế bây giờ nếu như mà gỗ Hoàng Đàn ấy thì bây giờ giá dao động tùy vào phôi đẹp xấu và cái hàm lượng tinh dầu của nó cao hay thấp. Ví dụ mà hàm lượng tinh dầu thấp ấy thì giá nó khoảng tầm độ 2 triệu, hơn 2 triệu một cân thôi. Còn nếu mà hàm lượng tinh dầu cao ấy thì có thể giá lên đến khoảng từ 3 triệu rưỡi cho đến là 5 triệu rưỡi, 6 triệu một cân. Thế còn với cái hàng nu và sụn của Hoàng Đàn như thế này ấy, thì nói thật anh em mình nó là vô giá. Và đôi khi thì người ta cứ ước lượng ở trên thị trường ấy, nó rơi vào khoảng độ 40 đến 50 triệu một kg. Thì nói chung là cũng vô cùng lắm. Nhưng mà nếu như em Sơn để mà nói ra thì cục này thì nó khoảng 25 triệu đến 30 triệu một cân. Mà hắc Hoàng Đàn như này thì khả năng là bay ngay. Và như cục này mà 20 cân như thế này là cũng 20 nhân với lại 25 triệu là vào 500 triệu, vào nửa tỷ rồi anh em ạ. Nói thật anh em ạ, cái cục gỗ nửa tỷ như thế này thì nó quá là kinh khủng. Và nói thật với anh là chúc mừng anh khi mà sở hữu một cái báu vật như thế này. Và em Sơn cũng không dám tạt gì nữa cả, chỉ dám bảo quản này cho anh em mình thôi, để em sẽ gửi về cho anh nhé. Cục gỗ này không phải là đơn giản để có thể sưu tầm được nó. Và em Sơn xin nói qua một chút về dòng gỗ Hoàng Đàn. Thì chia sẻ anh em, ở trên thế giới thì có 4 loại gỗ quý hiếm và đắt đỏ nhất, được mệnh danh là tứ đại vương mộc, tức là 4 loại gỗ được mệnh danh là vua của các loại gỗ. Và trong đó thì có Hoàng Đàn, Tử Đàn, Huỳnh Đàn và Đàn Hương. Đấy là 4 loại gỗ quý hiếm và đắt đỏ nhất. Trong đấy thì Hoàng Đàn là vua của các loại gỗ thơm. Chính vì thế cho nên là cái mùi thơm của Hoàng Đàn nó là không bị đụng chạm với bất kỳ loại gỗ nào cả. Và ngửi cái mùi thơm của Hoàng Đàn nó là cực kỳ dễ chịu và sướng nhất. Thế chính vì thế cho nên là ai mà sở hữu được những cái phôi gỗ mà Hoàng Đàn ấy thì phải nói rằng là quá là giá trị luôn. Và chính vì thế cho nên là từ ngày xưa thì vua chúa và giới quý tộc đã thường sử dụng cái dòng gỗ Hoàng Đàn này từ rất là lâu rồi. Và hiện tại bây giờ dòng gỗ này cũng đi vào tuyệt chủng rồi, rất là hiếm có nên không nhiều người biết đến cái dòng gỗ đặc biệt này. Và ở thời điểm hiện tại đây thì bên đồ gỗ Mạnh Sơn bên em thì cái lượng mà anh em đặt chiếc vòng tay về Hoàng Đàn cũng gần như là cháy hàng luôn. Chính vì vậy cho nên là các bác nào mà muốn trải nghiệm một chiếc vòng tay Hoàng Đàn mà có mùi thơm ngọt dịu, khiến cho anh em chúng ta cảm thấy thoải mái và sảng khoái trong người và thư thái vô cùng, cảm giác như chúng ta đang là vua chúa vậy, được thưởng thức cái mùi hương thơm này, nói rằng là không có một loại gỗ nào có thể sánh được cả, thì anh em mình có thể trải nghiệm ở phía dưới nhá.